Hello anh em, chào mừng em đã quay lại với trường hợp mình. Chào ông xin khi tiếp like 196. Anh em yêu mến bộ này thì nhớ like và đăng ký kênh thật nhiều tên nhé. Mục tiêu tiếp theo sẽ là quốc gia nào đây? Để ta xem thử đội ngũ gần đây nhất Long Quốc. Các vị khán giả, đội viên của Long Quốc đang hướng về khu vực trung tâm. Xem ra cuối cùng bọn họ đã dự định ra quân rồi. Tiếp theo bọn họ sẽ gặp ai? Tình huống gì đây? Tín hiệu vị đang ngắt rồi. Địch làm cái gì đây? Sao mà hình đại tiên thú vậy? Công ty rác rồi. Sao em có cái lời chim thôi mà mất tín hiệu? Vậy mà còn đội tiền của chúng ta ta muốn xem Long Quốc đại khai khắp nơi. Khốn kiếp, nhanh đi làm lại chim đi. Các vị bất giận à? Người người của chúng tôi đang chỉnh sửa lại tín hiệu. Các vị được cái đám đá mà phịch. Tại sao tín hiệu lại bị mất giữa chừng gì rồi? Thiết bị của chúng tôi có vấn đề gì đâu? Có lẽ ở trên sân đã xảy ra sự cố rồi. Tín hiệu lại chìm thì đối không thể bị mất một cách vô lý như vậy được. Nhất định là có người giở trò. Lẽ nào có người muốn ra tay với Long Quốc chúng ta? Ông nội à, yên tâm đi, có Trác Bất Phàm, cho dù là gặp phải tình huống gì thì Long Quốc đều không sao cả. Hy vọng là như vậy. Còn bao lâu nữa mới đến trung tâm vậy? Nói nhiều như thế làm cái gì? Đi theo đội trưởng Trác là được rồi. Dừng, phía trước có người tới. Để tôi xem. Tứ là nước nào không có mắt lại muốn chết sớm như vậy? Đội trưởng Trác à, anh cứ đứng một bên không cần phải ra tay. Lần này cứ để bọn tôi. Tốt quá rồi, vừa nãy tôi vẫn đánh vừa đã. Đội trưởng Trác, lần này có bao nhiêu kẻ định đến vậy? Có thể để cho chúng tôi đánh trước tay được không? Ê là mọi người đã thất vọng rồi. Lần này chỉ có hai người đến, không đủ cho chúng ta đánh rồi. Năng lượng tinh thạch của hai người đây rất là rõ ràng. Xem ra người của tù là cuối cùng đã không thể ngồi yên mà bắt đầu hành động rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy Long Quốc rồi. Tín hiệu trực tiếp đã bị ngắt rồi. Tiếp theo chỉ còn... Trời đã, hình như có gì đó sai sai. Chỉ có hai người, không đủ phần đầu nữa. Xem đồng phục của bọn họ thì là người của Lão Ân Quốc thì phải. Người của Lão Ân Quốc à? Đúng lúc thù hận cũ nú. Thù cũ tính luôn một thể gì? Mọi người cờ vai sát cánh nhé. Không đúng. Người của Long Quốc sao lại không bị gì chứ? Lẽ nào chúng ta hạ độc bị bọn họ phát hiện phá giải rồi sao? Bình tĩnh. Độc của tù là chúng ta, người ngồi không thể nào phá giải được. Có lẽ chỉ tính đề kháng của bọn họ khá cao thôi. Kéo dài thời gian phát độc, chỉ cần đợi khoảng thời gian là được. 9, A8, A7, A6, 5, 4, 3, A2, 1. Hả? Thời gian đến rồi mà. Người có Long Quốc nên học máu ngã xuống rồi chứ. Bọn họ có học máu hay không thì chưa biết, nhưng mà chúng ta lại sắp học máu ngã xuống rồi đây nè. Đội trưởng Trác à, đã lật đổ âm mưu của các người rồi. Bọn ta đã uống thuốc giải độc rồi. Độc của các người căn bản không có tác dụng gì cả. Lợi dụng tới cái thủ đoạn bị ổi hạ độc này, nhất định sẽ không to cho các người đâu. Các anh em, xông lên. Bộ ta là người của tù là đó, sao các người lại dám? Tình lực của mấy già hoa này là dồi dào thật đấy. Được đây nữa, bộ ta đầu hàng. Bộ ta đầu hàng. Khi đến thì rất là đẹp trai, khi về thì còn cái quần đùi. Đội trưởng Trác à, xử lý hai giáo hỏa này thế nào đây? Giờ cho tôi. Đớt, ta xem thử tù là rốt cuộc có âm mưu gì. Sư hù. Ôi, não của ta. Arsene lại dám che giấu âm mưu lớn như vậy. Nhưng mà gặp phải ta thì kết cục nhất định là thất bại rồi. Tại trung tâm. Lão Ân Quốc khốn kiếp. Các người lại dùng thủ đoạn bị ủi hạ độc ta công phục. Có dối thì dùng đau súng thực sự đánh một trận đi. Lão Ân Quốc, các người làm cái gì vậy hả? Là muốn làm kẻ địch với thế giới và các kẻ địch sau. Ken Tinh Sinh à, bọn ta là đồng bộ, đồng minh trung thành nhất với ngài đó. Tại sao lại đến cả ngày chung, ngay cả bọn ta mà ngài cũng bắt được vậy? Arsene Tinh Sinh à, tại sao người lại ra tay với cả Rơ Quốc và Hắc Quốc vậy? Bọn họ là đồng minh của chúng ta mà. Hơn nữa, bàn thờ này là cái gì đây? Tại sao trước đây ta vẫn chưa thấy bao giờ?
Rơ Quốc và Hắc Quốc là đồng minh, nhưng dù sao cũng không phải là người mình. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh. Vì thắng lợi cuối cùng, một chút hy sinh là cần thiết. Mỹ hoặc Ma Nhật, Ken tiên sinh à, chúng ta nói có đúng không? Mỹ hoặc Ma Nhãn có thể khống chế Kinh Điện Trình trong thời gian ngắn khi hắn nghe lời. À, đúng đúng đúng, người nói rất đúng. Rất tốt. Đại nhân à, hành động thu hoạch gần như đã hoàn thành rồi. Tại sao lại không trực tiếp giải quyết người của Lão Ưng Quốc luôn? Không rồi, người của Lão Ưng Quốc còn giúp chúng ta gánh tai họa này. Lát nữa thì quay vài video Ken phát hiệu lệnh, truyền đến ra ngoài. Lão Ưng Quốc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đại nhân đúng là cao minh. Không rồi, người của Lão Ưng Quốc còn giúp chúng ta gánh tai họa. Lát nữa quay vài video lên hiệu lệnh đem truyền ra ngoài. Lão Ưng Quốc sẽ thành mục tiêu công kích. Đại nhân đúng là cao minh. Rồi, người đã bắt hết chưa? Giờ từ đại nhân, chỉ còn người của Long Quốc vẫn chưa đến thôi. Đội viên tổ bà đã phụ trách. Các bác phạm của Long Quốc gì rất lợi hại. Người cố tổ bà có khi nào sẽ xảy ra chuyện rồi không? Không thể nào. Đâu có ta dụng là một. Không một ai có thể giải được. Các bất phạm cũng không phải ngồi lệ. Lập tức liên hệ tới tổ bà hỏi xem tình hình như thế nào rồi. Không cần phải liên hệ với bọn họ đâu. Bọn họ đã chết hết cả rồi. Cái gì trả bất phạm? Tại sao người của Long Quốc lại không bị sao cả? Bọn họ rõ ràng cũng đã bị trúng độc rồi mà. Nói với bọn họ còn sao thì người của tổ ba lý nào là? Lý nào ra bác phạm để nhìn thấu được kế hoạch của Asen đại nhân ư? Asen kế hoạch của người ta đã bị cả rồi. Có ta ở đây thì người sẽ không thể nào thành công được đâu. Trạc bác phạm, người bớt kiêu ngạo lại đi. Người thắng cuối cùng vẫn chưa biết lại đâu. Ken nhanh chóng đem người giải quyết trạc bác phạm. Chỉ còn chặn trạc bác phạm thì trong phút chốc cũng được. Để ta đem năng lượng tinh thần thập tụ trở thành dị năng giả cấp S lớn mạnh nhất, thì hắn không phải là đối thủ của ta nữa. Giết hết người của Long Quốc, giết hết bọn họ, chúng ta sẽ là quán quân. Một đám càng bả đúng là không biết tự lôi sức mạnh. Tiểu thiệt vào chỗ. Chết tiệt, lên hết cho ta. Chẳng trách bất phạm lại. Đó. Ngươi chạy không thoát đâu, ở lại đi. Đại thiên Phật trưởng. Ôi, không chặn lại cho ta. Lôi định chủ khống. À. Sao có thể chứ? A xin đại nhân chết rồi sao? Chúng ta có nên chạy không nhỉ? Một chiều đã phới A xin trái bốc phòng. Mạnh thật đó. Mà kịp lão tử không quan tâm mấy cái chuyện đó đâu. Chỉ cần biết Asen thua rồi, lão tử vẫn còn sống. Không ngờ chúng ta vẫn luôn nhắm mắt, nhắm vào Long Quốc. Cuối cùng, lại được Long Quốc cứu mạng. Không ngờ trận tỷ thí đâu vào lần này, lại liên quan tới âm mưu lớn như vậy. May mà coi đội trưởng Trác đã xoay chuyện tình thế. Nếu không, mọi chuyện đã đi tới bước nào. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Kết thúc, phim hay chỉ mới bắt đầu thôi. Trời không giết ta. Những đá năng lượng này đã đủ để ta đột phá rồi. Và năng lượng đang chảy trong người ta. Ta cảm nhận được ta sắp đột phá lên cấp S rồi. Nổ. Đột phá rồi. A xin đại nhân lại lên cấp S rồi. Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về chúng ta rồi. A xin đại nhân vô địch. Wow, y áp mạnh quá, khôn kịp. Cái tên giáo hóa này lại đột phá rồi. Toàn rồi. Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, A xin bây giờ rắc bất phạm sẽ không đánh lại được hắn đầu. Cấp S rồi. Ta có thể trực tiếp hút huyết khí của người đã thăng cấp. Nhiều thuốc bổ sung như vậy không thể lãng phí được. Tù là cảm tục, huyết phệ. Huyết khí của ta đang bị cuốn đi rồi. Chết tiệt. À, chị đã dùng ta thuộc gì vậy? Lại có thể trực tiếp đốt trận huyết của người khác. Ôi cơ mạng quý, ta còn muốn chết, ta còn muốn chết. Các khán giả thân mến, là do tín hiệu live stream của chúng tôi đã bị gián đoạn. Bây giờ tôi đang ngồi máy bay trực tiếp đến sân đội thi đấu đây.
đến hiện trường lá chiến cho mọi người xem. Ôi mà kiếp, đây là cái tình huống gì vậy? Tất cả mọi người đang bị giam cầm ở trời tứ đàng. Các khán giả thân mến, xem ra cái trận đấu này đã xảy ra chút sự cố. Đây là Arsenal của lão Ưng Quốc đang còn nuốt chửng huyết khí của thành viên của các quốc gia khác. Ủa không đúng, đến ngay cả huyết khí của đồng đội hắn mà cũng hấp thụ luôn sao? Không ổn rồi. Chiêu mà Arsenal dùng ta biết là cấm thuộc mà cao thủ cấp S của tổ chức tù là hay sử dụng. Arsenal của lão Ưng Quốc là người của tổ chức tù là, thì chẳng phải nói bây giờ người của tù là đang tàn sát tuyến nhựa của thế hệ cách nước sau. Chết tiệt, bị tù là chơi rồi. Nhanh phái người đi cứu viện đi. Mà kịp, bên bà tổ chức lại để cho người của tù già vào đây. Chết tiệt, lại là cao thủ cấp S. Trước đây chứ dù cấp A đã giết sạch tất cả rồi, bây giờ là cấp S, tình hình toan thật rồi. Bất phàm, chứ dù là bất cứ đối thủ nào, tôi tin anh nhất định có thể thống lĩnh mọi người của Long Quốc biến nguy thành an. Trong sân thi đấu tại tế đàn, đội trưởng Trác, không được rồi, huyết khí của tôi đã bị hắn khống chế rồi. Đội trưởng Trác có cách nào không? Yên tâm đi, cái tôi ở đây sẽ không xảy ra, sẽ không để cho mọi người xảy ra chuyện gì đâu. Giết hắn, tất cả sẽ trở lại bình thường. Giết ta, ngươi đúng là vẫn không biết điều mà. Cấp S và không phải cấp S là sự khác biệt rất lớn. Ta của bây giờ một ngón tay có thể nghiền nát nghi ra rồi. Ồ, ta là trùng hợp rồi nha. Ở ta thì ta cũng có một ngón tay, không biết ngươi có chống cự lại nổi nó hay không. Rất tốt, càng ngông cuồng ta giết ngươi sẽ càng xuống tay hơn. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cấp S nó đáng sợ đến thế nào. Huyết ma tịch trưởng. Wow, huyết ma tịch trưởng là chiêu thức tấn công mạnh nhất của tổ chức tù là. Báo phạm kia không có năng sống sót rồi. Có thể bị Arsenal đại nhân dùng hết sức mạnh đã chết. Tiêu tử trác báo phạm kia cứ cảm thấy vinh hạnh rồi. Trải qua trận đấu lần này, uy danh của tổ chức tù là chúng ta sẽ làm cả thế giới và khiếp sợ. Đây là thực lực dị năng giả cấp S sao? Mạnh thật đó, chỉ là chút sống uy áp thôi. Tôi sắp không chống nổi rồi. Trác Bất Phàm có hy vọng đánh bại không đây? À, bây giờ chỉ cầu trời phù hộ thôi. Nếu không chúng ta đều phải chết ở đây rồi. Các khán giả thân mến, tình hình cụ thể ở đây bây giờ tôi vẫn chưa rõ lắm. Nhưng tôi có thể chắc chắn một chuyện là chính là IS mà Sen đã ra phóng khích loại ý áp mạnh nhất mà cả đời này tôi mới thấy qua. Bên ngoài sân, Aburin nói phí lời. Đó là gì năng giả cấp S đó? Đó là sự tồn tại rất hiếm ở trên toàn cầu rồi. Người ta dùng hết sức lực để ra tay mà có thể không mạnh được sao? Tôi có chút hoang mang rồi. Với thực lực này của Arsenal, chứ dù là cứu đội viện đến kịp, thật sự có thể đánh bại được đối phương sao? Tình hình của thế hệ trẻ cách nước lấy nào có như vậy mà toàn hết rồi sao? Mà kịp, chúng ta bị tù là giải quyết tận gốc rồi. Chứ dù là Long Quốc hay là các quốc gia khác, thật ra cũng không còn bất kỳ cách nào ngăn chặn được Arsenal rồi. Duy nhất bây giờ chỉ có Bất Phàm thôi. Bất Phàm, hy vọng anh có thể dùng hết sức kết thúc tai họa này. Bất Phàm, tôi tin anh có thể đánh bại Arsenal. Bây giờ ta lại cảm thấy do một ngón tay đã đối phó với người đều là chuyện nhỏ xíu thôi à. Đoạn ma chỉ là sống hay chết, chính là lúc này. Sẽ thắng thôi, đội trưởng Trác mà ra tay nhất định sẽ thắng. Đội trưởng Trác dựa cả vào anh rồi. Cha Bà Phạm nhất định sẽ thắng. Hai cái thằng hay đi gây chuyện. Nổ. Nà ní. Đây là một cách mạnh nhất của dị năng giả cấp S đó. Sao người có thể dễ dàng đánh bại như vậy được chứ? Chỉ cần đủ mạnh là không gì không thể cả. Người đi chết đi. Không, ta mới lên cấp S chưa hưởng thụ được mà. Xuyên, ta không cam tâm. Thắng rồi. Trong bất phạm di chết Arsenal rồi. Chúng ta được cứu rồi. Cảm ơn trong bất phạm. Cảm ơn Long Quốc. Sau này bọn ta sẽ không đối đầu với anh nữa. Đội trưởng du địch
Sao ai xin đại nhân lấy dĩ dân bị người ta đánh chết như vậy chứ? Là cao tụ cấp S đó sao có thể? Con cảm thán cái gì nữa, nhanh chuồn thôi. Tình hình bây giờ chạy không thoát nữa đâu. Vừa tay chịu trôi đi, có thể sẽ được bảo toàn tính mạng. Ý, tình huống gì vậy? Hả, người nằm trên đất là Sen Ư? Hắn chết rồi sao? Ôi đau đầu quá, mà nói các người nhìn kìa, A Sen mạnh nhất của lão Uông Quốc đã chết rồi. Ta bị ngất lúc nào vậy? Sao không có chút ấn tượng gì vậy? Cảm mộng hết cho ta, các ngươi chỉ lo người khác. Không biết tình hình rằng lão Uông Quốc chúng ta bây giờ sắp toan rồi hả? Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cái tên phế vật A Sen này lại bị giết rồi. Xem ra tình hình bây giờ chiến lược của Long Quốc là mạnh nhất rồi. Nếu như lão Uông Quốc chúng ta muốn đột giải quán quân, chỉ có thể tìm cách khác thôi. À, Kim tiên sinh à, ngươi tính rồi sao? Ta biết là người không có sao mà. À, Yamato Gora Chirik. Đúng vậy, mình còn nhiều người liên minh như vậy mà. Cái đám ngu ngốc này là bị đỡ đạn cho mình, cuối cùng quán quân cũng sẽ thuộc về mình thôi. Kim đại nhân à, ngươi ở đó cười cái gì vậy? Yeah. Tiểu Phát à, gọi đang nhớ cái gì chứ? Sao như người ngồi vậy? Sau này ngươi cứ gọi ta là Ken là được rồi. Đều là anh em một nhà, đừng có xa lạ như vậy chứ. Ừ, lão Ken ừ, cách xưng hô này cũng thú vị đấy. À đúng, đúng đúng đúng, sau này mọi người cứ gọi như vậy, thân thiết như vậy là được. Mọi người là đều bằng hữu cả, phải giải quyết hiểu lầm chứ. À, chuyện các người bị bắt là ta cũng không biết gì hết. Đó là do Asen tự mình làm, ta hoàn toàn bị hắn điều khiển thôi. Nhưng mà kết quả cũng không tồi, các người vẫn còn sống. Cái tên rác rưởi Asen đó cũng đáng bị như vậy mà. Ồ, câu nói này của người cũng xem như là như người nói rồi. Asen vẫn thật là đáng bị như vậy. À, nếu như mọi người đều cho là như vậy, thì mọi người, mọi chuyện dễ làm rồi. Mấy người đều là đồng minh của lão Ưng Quốc đây. Chúng ta bây giờ nên bắt tay nhau, cùng nhau đối phó với Long Quốc chết tiệt đó. Đã đến lúc này rồi còn muốn đối phó với ta sao? Đúng là cố chấp thật đó. Chẳng bất phạm, ngươi... ngươi lại dám tới đây sao? Ta thấy ngươi là chẳng sống rồi đó. Cả nè, mọi người nhanh chóng ra tay đi. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết Trác Bất Phạm. Đúng, 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 cùng nhau ra tay thôi. Ta đợi lâu lắm rồi đó. Đúng, 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 đúng. Sắp chịu không nổi nữa rồi. Này này này, các người đây là muốn làm cái gì? Làm gì ừ, đương nhiên là đánh người rồi. Hử? Vì các người đánh nhầm rồi, ta là Ken mà. Ây dô. À, người mà bọn ta muốn đánh là người đó không sai đâu. Cái đồ ngu, Asen là người có tổ chức tù la, bọn ta đã biết rồi. Trong đội của người có rất nhiều có tổ chức tù la như vậy. Trác Bất Phàm là ân nhân cứu mạng của bọn ta. Ngươi còn mơ mộng bọn ta sẽ đối phó với hắn sao? Cái tên ngu dốt này. Chúng ta có nên đi giúp đỡ không ta? Giúp cái quần què à? Lại đã bị đánh cho bầm dập mặt sao? À không phải tôi, ý là tôi nói là qua đã đánh hắn ấy. Chết tiên sinh, xin hỏi anh dựa vào sức mạnh của bản thân đã đánh bại tổ chức của tù là? Giờ cố tình anh có thế hệ trẻ trên toàn cầu, có cảm nghĩ gì không? À không có cảm nghĩ gì cả, chẳng qua chỉ là đánh bại đối thủ bình thường mà thôi. Thật ra điều tôi quan tâm bây giờ là lúc nào sẽ tuyên bố quán quân. Tôi muốn nhanh chóng đi nhận giải. À không ngờ ra tiền sinh lại hài hước đến như vậy. Nếu như anh xem trọng cái này thì tôi lập tức sẽ liên hệ với ban tổ chức chuẩn bị lễ nhận giải. Bên ngồi xì thần đấu chỗ ngồi của khán giả. Trác Bất Phàm hài hước từ đó. Tôi cảm thấy ngoài sự hài hước thì hắn như vậy nguyên nhân lớn nhất là không muốn các đội viên của quốc gia khác gánh trách nhiệm rất lớn. Dù sao đây cũng là ân nhân cứu mạng mà. Đồng ý. Từ trong những câu chữ của anh ta thì không hề có ý muốn nhận mình là ân nhân. Khí phách này đúng là không phục. Lòng quốc đó có người này sao sau này là đỉnh cao của thế giới rồi. Ông nội à, ông nói trên đời này có chuyện gì mà Trác Bất Phàm không làm được nữa không? Nếu là trước đây, ta sẽ nói không có ai dựa vào bản thân mình có thể giải quyết được tất cả. Nhưng mà bây giờ câu nói này, ta không nói được nữa rồi.
200. Cảm giác làm quán quân đúng là sướng thật đó. Nghe nói huy chương vàng này là thuần dương kim tinh chế tạo ra đó, rất là đáng tiền. Kết cấu thì hơi nhỏ có đúng không? Huy chương vàng này chẳng là cái gì cả. Những giải thưởng quán quân kia mới thực sự là đồ tốt. Đã phát huy xong huy chương vàng rồi, bây giờ là tiết mục cuối cùng rồi. Đó chính là giải thưởng xa xỉ của quán quân mà đại anh hùng Trác Bất Phàm chúng ta mong đợi. Wow, trời ơi, giải thưởng này cũng quá lớn rồi đó. Ta ngưỡng mộ quá đi. Không có tính người mà có lẽ chính là ý này nhỉ. Vào kỳ đó tôi sư già cũng có một cái gần giống như bảo vật vậy, là bảo vật trong phái của một phái tà sao. Nhưng mà đây chỉ có một trong những giải thưởng của nhiều người. Dựa theo quy tắc của trận đấu, đội trưởng của đội cũng có thể nhận một nửa giải thưởng. Hơn nữa còn có quyền lợi được lựa chọn. Trác tiên sinh, mời. Đội trưởng có thể lấy được 5 phần của giải thưởng. Trác tiên sinh, Trác Phàm đúng là sướng thật đó. Thu nhập bình quân của ta bây giờ, còn ăn còn uống, một ngày làm việc 24 giờ, sống chết có 5 vạn năm nữa. Có thể tích góp đủ tiền để mua nửa giải rồi. Mặc dù đều là đồ tốt, nhưng khoảng cách giá cả của bảo vật này là quá lớn rồi. Các người nói Trác Bất Phàm sẽ lựa chọn như thế nào đây? Lấy cái thứ đáng giá nhất thôi. Người ta có công lao lớn như vậy, không ai phản đối đâu. Hơn nữa thì khi phỏng vấn, Trác Bất Phàm cũng đã nói rồi, không chỉ quan tâm tới giải thưởng này đâu. Tầm thường, Bất Phàm không phải là người tham lam thế đâu, nhất định sẽ không lấy thứ gì quý giá nhất đâu. Với tính cách và mắt nhìn của Bất Phàm thì ngồi trừ Nam Hải vào chầu rạp mà cậu ta cần thì mọi người đều cho rằng vật phẩm quý giá sẽ lọt vào mắt của hắn sao. Càng thẳng thật đấy. Bảo vật quý giá nhất trả thật là quá nhiều. Tôi đều rất lo lắng cho đội trưởng Trác chọn như thế nào đây. Thế như tôi chọn cái gì mà chọn chứ, giải thưởng đều là của đội trưởng Trác cả. Về tính cách của đội trưởng Trác, cậu cho rằng anh ấy sẽ đồng ý sao? Bây giờ tôi chỉ hy vọng đội trưởng Trác chọn không vì chiều cố chúng ta, mà cố ý chọn cái rẻ nhất thì đã cảm ơn trời đất rồi. Tôi chọn xong rồi. Hả? Anh chọn xong rồi? Ý anh là nhiều bảo vật quý giá như vậy mà anh chỉ chọn mỗi cái món này thôi ư? Đúng vậy. Kỳ thật chỉ còn một món. Ai biết thứ trong tay của Trác Bất Phàm đáng giá bao nhiêu tiền không? Đó là Nam Hải giao châu, một loại linh châu rất là hiếm gặp, giá thị trường tầm khoảng 3.000 vạn. Nhưng mà đặc thù bảo vật hiếm gặp. Nhưng nếu như so với những món khác thì cũng chỉ là trình độ trung đẳng thôi à. Đúng vậy, cái tấm phù triện trấn sát cực phẩm kia, 5.000 vạn đô la một tấm. Còn có bát bảo lưu ly kia nữa, tỷ tỷ đàn tình thần cải thiện tiền phú, từng có người ra giá 200 triệu đô la mà còn không có được. Còn có cả cái chày càng gián mà kìa nữa, chỉ bảo vật của Phật già, dùng tiền đó đo lường là chuyện sỉ nhục nó. Kỳ địch, não của Trác Bất Phàm bị chó gầm rồi ư? Nhiều bảo vật như thế mà không chọn, chọn ngay cái không đáng giá nhất. Một đám phòng phun tục tử, trong mắt chỉ có tiền, đúng là không có kiến thức mà. Bất Phàm chỉ muốn để lại những thứ tốt nhất cho người khác mà thôi. Bất Phàm, thì ra anh quan tâm tới người khác hơn những gì tôi nghĩ đó. Không bị tiền bạc làm cho mù mắt. Các người sai rồi. Tâm tư của Bất Phàm rất rõ ràng. Không che giấu bản thân muốn cái gì. Chỉ là cậu ấy căn bản không thích thứ đó mà thôi. Đội trưởng Trác ơi, cậu xin anh đó, anh chọn vài món đi mà. Lần này chúng tôi có thể lấy được quán quân, công lao đều là của anh. Bây giờ anh chỉ lấy có một phần thưởng, thì hơn nữa giá trị cũng rất bình thường. Mà chúng tôi phải làm sao đây? Đội trưởng Trác à, tâm ý của anh các anh em đều hiểu, nhưng chỉ là để ý nghe chúng tôi khuyên một lần có được không? Vì đúng là câu chuyện cảm động thật đó, không ngờ trong thời gian này lại còn có tình nghĩa đồng đội sâu đậm đến như vậy. Ra tiền xin à, đồng ý với tính cậu của bọn họ đi. Đội trưởng Trác à, đồng ý đi. Tôi không có hứng thú với mấy thứ khác.
Hả? À, không có hứng thú là ý gì cơ? Ngôi Nam Hải vào chầu ra. Có tác dụng này đối với tôi thì mấy thứ khác đối với tôi mà nói thì không có bất kỳ giá trị gì cả. Vì thế những thứ đó đều để lại cho mọi người đi. Đội trưởng Trác à, anh nói thật đó chứ? Không phải vì đã chúng tôi có được nhiều bảo vật hơn mà nói như vậy đó chứ? À, tôi chỉ không thích thôi, không có ý gì khác cả. Cái gì chứ, đậu má? Thì ra những thứ mà chúng tôi xem là đáng giá trong mắt đội trưởng Trác, không đáng một đồng xu ư? Ôi đầu tiền quá, còn cách giữa chúng ta với đội trưởng Trác phải tới 10 triệu, à, 10 hệ giải ngân hà luôn. Các khán giả thân mến à, bây giờ tôi không thể tiếp tục dẫn chương trình được nữa rồi. Cái địch Lý Nam Hải vào chầu chỉ là có lợi với hắn. Trên thực tế cho dù bao vào cái cao cấp thì cũng không lột vào mặt hắn. Cái tên đó bốc phàm này rốt cuộc có lý lịch gì vậy? Mà nó hôm nay đã cảm nhận được sự khoảng cách giữa giàu và nghèo rồi. Vừa nãy chúng ta phân tích giá cả của các loại bảo vật, không ngờ người ta căn bản không thích tôi. Thì ra do chúng tôi ngu ngốc thôi. Thì ra mình thật sự không hiểu Trác Bất Phàm rồi. Bất Phàm vẫn như trước đây, quá nhiều. Mình đoán không sai mà. Khách sạn nơi Long Quốc ở. Bất Phàm à, lần này thật sự cảm ơn cậu rất là nhiều. Không những vì Long Quốc giành được vinh dự mà còn phá nát được âm mưu của Tù La. Long Lão à, người cảm ơn nên là tôi. Nếu như không phải Long Lão để tôi tới tham gia trận đấu này, tôi cũng không dễ gì lấy được Nam Hải vào chầu như vậy đâu. Lời nói khách khí thì không cần nói nữa đâu. À Bất Phàm à, lần này cậu dẫn dắt Long Quốc giành được quán quân, phá nát được âm mưu của Tù La, có công lao rất là lớn. Vốn dĩ chứ dù trên quốc tế hay là trong nước đều chuẩn bị tuyên truyền cậu là anh hùng, nhưng mà nghĩ đến gián điệp của Tù La sẽ lợi dụng làm điều xấu, chúng tôi dự định đem thân phận thật sự của cậu giấu đi, như vậy mới có thể đảm bảo được sự an toàn của cậu và cả người nhà. Tôi hiểu rồi, Long Lão đã vất vả rồi, nhưng mà như vậy thì sẽ không ai biết cậu là anh hùng, cậu cũng không thể ảnh hưởng hưởng thụ vinh dự vốn có mà hy vọng cậu. Yên tâm đi Long Lão, tôi không phải là người yêu hư vinh. Mục tiêu của tôi chính là trong tinh hà lấp lánh này đây. Ủa, cô Yến? Alo, cô Yến à, xin hỏi có chuyện gì không à? Chắc bất phàm. Ngày mà em mà không quay về trường đi học, tôi sẽ thông báo cho phụ huynh của em. À, em biết rồi cô Yến Hà, ngày mai em nhất định sẽ đến trường. Ngày hôm sau đại học kìm lặng trong phòng học. Cái đờ mờ ra tiếu à. Cô đi học rồi sao? Trời ơi, không phải tôi bị xuất hiện ảo giác đó chứ. Nè, tôi là học sinh của đại học kìm lặng. Đến trường đi học thì cái gì lạ chứ? À đúng rồi, lớn nữa học môn gì vậy? Đại cương lịch sử. Nhưng không phải học mà là thi. Tay dạy sử dụng việc quyết định thì sớm ra thiếu à. Không biết phải nói là vận may của cậu hay là thế nào luôn đó. Thi thì đã đến rồi, nhưng lại không còn thời gian để ôn tập. Lịch sử sao? Có giờ học còn 10 phút, đủ để tôi học thuộc quyển sách này rồi. Nà ní. Chà thiếu à, cậu chỉ còn 10 phút để học được cả quyển sách này sao? Thì tử này là ai vậy? Sao từ trước đến giờ tôi chưa gặp qua? Ai biết ở đâu ra cái tên tấu hài này chứ? Trông cũng sáng sủa mà nó bộ lại hư rồi. 10 phút để học thuộc cả quyển sách. Bố tướng mình là thiên tài chắc. 10 phút thì hơi nhiều đó. Chỉ đôi giày như vậy thì tầm 3 phút là ok. Chứ còn đề thi cô ra không nằm ngoài ở ngoài sách này thì lấy điểm cao không cũng không khó lắm. Nếu như vậy cô Yến sẽ không chơi mình ở đâu nhảy. Có thú gì? Người dám ăn nói ngông cuồng ở trước mặt ta. Có mặt của Hoàng Lương tôi đây. Cậu là người đầu tiên đó. Hoàng luôn. Chắc là học bá rồi đây. Cậu ta lại vậy. Anh như tôi không đắc tội với cậu ta thì phải.
À, cậu ta tên là Hoàng Luân, là học bá của trường chúng ta. Trong kỳ thi giới kỳ lần trước, tổng cộng có 7 môn, thì đã 6 môn phun điểm rồi. Nghe nói phần thưởng mà hắn lấy được từ nhỏ tới lớn, tuy nhiên cả cái phòng tủ cũng còn nhét hết. Nhưng mà hắn thích nhất là giả vờ trước mặt của chúng ta, cho nên ngoại trừ thầy cô ra, thì chúng ta ai cũng không thích hắn cả. Thì ra là vậy, xem ra là hắn thấy tôi đang khiêu chiến với hắn rồi đây. Sách đề cương lịch sử này tổng cộng 327 trang. Chứ dù tôi có dùng thời gian 3 ngày cũng mới có thể học thuộc được. Nhưng cậu lại nói chỉ có 3 phút là học thuộc được sao? Cố tướng cầu lại. À, tôi là Trang Bất Phàm. Mặc dù nói như vậy có thể khiến cho cậu không thoải mái, nhưng mà sách lịch sử cậu dùng 3 ngày mới có thể học thuộc được. Tôi quả thật thì chỉ dùng 3 phút là học thuộc được rồi. Cô cứng miệng à? Có biết hiệp hội tiền anh có khả năng ghi nhớ toàn quốc không? Là nơi hội tụ thiên tài, mà ta là người mạnh nhất ở trong đó. Cho nên là người đang nói dối. Đến ngay cả kẻ mạnh nhất có trí nhớ như ta còn chưa đạt đến trình độ như người nói. Người phải Không phải người đang nói dối thì còn là gì chứ? Ta không còn biết người có tin hay không. Nhưng xin rời khỏi đây dầm. Đừng có làm phiền ta ôn tập của ta. Người quay về chỗ dọn dẹp lại bàn học đi. Tiếng chuông đã vang lên. Giờ học rồi, lập tức kiểm tra. Thầy giáo lịch sử. Dạ, đã hiểu. Chắc bất phàm. Ngươi né được một lần, không né được hai lần đâu. Đợi có thành tích lịch sử thì tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi chỉ là một tên rác rưởi chỉ biết khoác lác thôi. Khi đờ mờ, cho dù là trác thiếu nói thật hay giả, nhưng mà nhìn thấy Hoàng Luân dùng mũi để nhìn người, đúng thật là đã hát thật đó. Ừ, đúng vậy, tâm trạng phấn khích quá chừng mà. Vừa nãy mới nói mới xử lý xong. Có chút hối hận, vẫn chưa tới 10 phút mà đã làm xong hết rồi. Chán thật. Nó bài trước gì? Ủa? À thầy ạ, à, cho em nộp bài nha. Nộp bài? Kỳ đó chỉ mới có 10 phút mà Trác Quốc Phạm đã làm xong rồi. Người cái bị ngốc hay không, tên học bá Hoàng Luân cũng không thể làm nhanh như vậy được đâu. Một tên từ trước tới giờ không lên lớp như hắn thì làm sao có thể được chứ? Có lẽ không làm được câu nào, chịu không nổi nên bỏ đi thôi. Tiên tại có thể học thuộc nghiền quyển sách lịch sử trong 3 phút thì mạnh lắm sao? Vẫn chưa đến 10 phút thì đã nộp bài rồi. Thầy ơi, trước đây Trác Bất Phàm nói sẽ lấy được phụ điểm. Hay là thầy chấm điểm luôn ở đây đi ạ, để mọi người cảm nhận sự thực lực của người ta với. Đúng đúng đúng, tôi ủng hộ. Tôi đề nghị này tôi cũng đồng ý. Thầy à, cũng đang rảnh, đồng ý luôn đi. À, các em đúng là biết dày vò người khác mà. Nhưng mà tôi cũng tò mò 10 phút đã làm xong thì sẽ đạt được thành tích như thế nào đây. Có phim hay để xem rồi. Thầy ơi, thầy đúng là hiếu lòng người, em thích thầy rồi đó. Trong bộ phận vừa nãy người ngông cuồng đến mức nào, lần nữa thành tích người sẽ rất là thảm thôi. Cái đầu mờ, thầy lịch sử thật sự đồng ý kìa. À, lần này Trác Thiếu phải nhắm mắt, phải mất mặt trước nhiều người rồi. Đúng, cái này cũng đúng, đúng luôn, tất cả đều đúng hết. Nhìn cái bộ dạng đó của thầy nghiêm túc thật đó, sao thầy lại ra nhiều mồ hôi thế nhỉ? Còn không nhìn ra sao, chắc chắn là bài kiểm tra của Trác Bất Phàm làm cho thầy tức điên rồi chứ gì. Phụ điểm? Sao có thể chứ? Nào đi, phụ điểm, sao có thể? Hắn ta là người không bao giờ đi học bỏ. Lẽ nào trong 3 phút, thật sự hắn có thể đọc thuộc cái cuốn sách lịch sử ra sao? Giờ mờ ra tiếu được full điểm tôi đã ư. Con tướng lần này chắc thiết sẽ bị mất mặt rồi chứ, không ngờ. Là hắn ta chỉ giả vờ mà thôi. Sao có thể được chứ, điểm tôi đã. Để tôi xem.
không còn phải xem đâu, quá tức là đặc điểm tối đa mà. À đúng vậy, quá tức là không làm sai câu nào. Ờ thầy ơi, nếu như không còn chuyện gì khác thì em có thể đi được chứ? À nhưng, không được. Thầy không thể để Tráp Ước Phạm đi được, em nghi ngờ hắn ta gian lận. Gian lận, bọc luôn à, không được nói bậy đâu. Thầy à, em không có nói bậy, phần trả lời của hắn ta không sai một chữ nào so với trong sách. Như vậy có hợp lý không? Hơn nữa hắn còn... Lật đại một trang đi, nối ra số trang. À, sao? Ngươi đừng nói với ta là nếu như ta nối đại một trang nào đó, ngươi đều có thể đọc lại hết. Đã chưa? Gây nhiều là cái gì? Nối số trang hộ đi. Được, để ta xem thử. Rốt cuộc ngươi có bản lĩnh cỡ nào? Trang 215. Liên quan về tiến trình thế giới lịch sử và Long Quốc hiện tại... Thế là nó một mạch luôn. Chắc bất phạm, đọc tuột hết rồi. Là nội dung của sách lịch sử trang 215. Kỳ đờ mờ, Trác Bất Phạm đã học tuột hết quyển sách lịch sử đó rồi sao? Trâu bò, tăng này quá là thiên tài à? Ôi gây tị thật đó, cùng là học sinh sao lại con cách lại lớn đến như vậy chứ? Ôi vừa đẹp trai, trong nhà lại có tiền, võ lực lại cao cường, y quy thì khỏi nói luôn. Nếu như so sánh với Trác Thiếu thì đờ mờ ta cảm thấy cả đời này ta sống trên cờ thở của con chó vậy. Hả? Ta thích già vợ chỉ có mỗi Trác Thiếu thôi ư. Đây đều là toàn bộ nội dung của trang 215 rồi. Nếu muốn tiếp tục nữa không? À không còn đâu. Cho dù ngươi học thuộc cả quyển sách này thì chứng minh không gian lận. Nhưng chưa chắc trong 3 phút đã học thuộc hết tất cả. Chắc bất phạm. Nếu như ngươi không sợ thì hãy thi đấu ta với sẽ đấu với ta xem trí nhớ của ai tốt hơn. Hoàng Lương bây giờ đang kiểm tra lịch sử, chú ý cách ăn nói của em quay về làm bài. Thầy à, em nhất định phải đấu với hắn ta, em phải bảo vệ sự tôn nghiêm của một thiên tài có trí nhớ hàng đầu này. Biển cái đờ mờ, não của ngươi có vấn đề à? Còn muốn đấu với ta, ngươi là công hành nào vậy hả? Người dám đến ta? Lấy nào người không biết ta là ai sao? Ta là hội viên của Hiệp hội Tị nạn siêu trí tại Tổ quốc đó. Hơn nữa, cho tốt nghiệp đó là thiếu tá của Liên minh Võ Đạo rồi. Đến ngày cả ta mà người cũng dám đến. Ta thấy người không muốn ở trong cái trường này nữa rồi. À, mặc dù cái tên Hoàng Luân này rất đáng ghét, nhưng quả thật là không phải là người thường có thể vượt qua được. Trái bất phàm lần này gặp phải rắc rối rồi. Thiếu tá của Liên minh Võ Đạo chỉ là một thần phận, nhưng cũng đủ khiến cho Hoàng Luân ngang nghiệp ở trường rồi. Chắc Võ Phạm lần này thảm rồi. Ngươi là thiếu tá của Liên minh Võ Đạo à? Chắc Võ Phạm, ngươi muốn làm gì? Những gì ta nói đều là thật. Ngươi xem, ta đến cả Liên minh Võ Đạo cũng có. Nếu ngươi dám đầu vào ta, ngươi sẽ chết rất thảm đó. Liên minh Võ Đạo là vì bảo vệ nhân đàn của quốc gia mà tồn tại. Không phải là để cho ngươi mượn làm cáo oai hùng thế này đâu. Ngươi không xứng làm người của Liên minh Võ Đạo. Ta có xứng hay không thì không đến lượt một tên học sinh nhỏ bé như người quản. Không đến lượt ta quản à? Lát nữa ngươi sẽ biết nghỉ thôi. Alo, bác Phạm à, không ngờ cậu lại chủ động gọi điện thoại cho tôi. Đúng là hiếm có thật đấy. Có một người tên là Hoàng Luân, nghe nói là thiếu tá của Liên minh Võ Đạo. Giúp tôi đuổi việc hắn ngay đi. À được, nhưng mà bác Phạm mà có thể nói với tôi tại sao được không? Người này còn là hội viên của Hiệp hội Tị nạn siêu trí tệ Tổ quốc đấy. Tôi nghĩ hắn ý mình có khả năng ghi nhớ siêu mạnh để đi vào Liên minh Võ Đạo. Nhưng mà người này vô cùng nham hiểm, tự cao tự đại tác phong bá đạo. Giờ ở thân phận thì ta lại kiêu ngạo ngang ngược ở trường học. À tôi biết rồi, tôi lập tức sẽ làm ngay. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là thiếu tá của Liên minh Võ Đạo nữa rồi. Trác Bất Phàm à, cái đờ mờ, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi tưởng mình là tướng quân của Liên minh Võ Đạo sao?
Ngươi nói đuổi ta thì là đuổi được chắc. Ngươi nói đúng rồi đó. Ta chính là tướng quân của liên minh võ đạo. Nói vậy ai tin? Cái đờ mờ trái bất phàm điên rồi. Lại dám nói bản thân mình là tướng quân của liên minh võ đạo. Sao có thể chứ? Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Cho dù sinh ra đã là người của liên minh võ đạo, cũng không thể thăng cấp nhanh đến như vậy được. Cứ giả mạo người của liên minh võ đạo thì trái bất phàm nguy hiểm rồi. Chắc thiếu và hòn luôn là bắt đầu đối đầu với nhau rồi. Làm sao? Như vậy thì phải làm sao đây? Quay nhanh gọi cho cô chủ nhiệm Yến Xuân Y đi. Trá thiếu đang gây họa rồi. Ta đã gặp qua rất nhiều người ngông cuồng rồi, nhưng mà chưa thấy ai ngông cuồng như người vậy. Rất tốt. Nếu như người nói người là người của liên minh võ đạo, thế thì ta sẽ gọi hội trưởng của liên minh võ đạo của trường qua đây, để ông ta kiểm tra trên hệ thống xem thử người rốt cuộc có phải là tướng quân của liên minh võ đạo hay không nhé. Đây rồi, nếu như người cũng muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho người.